Hello, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Kim chi của mình đó các bạn. Đó. Cái này á, là mình để ngăn đá cho nên nó còn đống đá, nó chưa có lên men lắm. Giờ mình sẽ bỏ vô cái dĩ, xong rồi bắt đầu mình bỏ microwave là nó sẽ ra vị chua. Lên tim rồi nè. Rồi đi lên bàn ngồi cho mẹ, để lên. Để em phải đổ bùm lum, nhanh lên. Ừ, lên bàn ngồi, ngay ngắn đàng hoàng. Đem lên. Đẻ bể đít bây giờ. Đã ngồi xích vô. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho một phần tương ớt. Tương ớt hả? Nó đại hàng uổng nha, là muối, muối mình cho 7/3 cái muỗng này các bạn. Đó nè em, mình cho 2 muỗng hạt nêm, bình thường mình cho nhiêu đây các bạn. Rồi sau đó mình bỏ kim chi vô. Kim chi này bỏ vô luôn. Nên nữa các bạn, bây giờ mình đổ me vô. Sau khi mình nêm cho nó vừa ăn các bạn, mà các bạn nhớ là nêm có cái hũ chua nó nhiều chút á, thì bắt đầu mình đổ cá vô. Cái viên này hồi nãy mình nêm một ít ớt bột với một ít muối để cho nó thấm phía ngoài cá. Bây giờ mình đổ vô, mình nấu cho nó sôi bùng lên. Nó cho nó sôi bùng lên rồi bắt đầu mình tắt bếp, rồi bỏ cái chảo mình nhúng cá vô sau các bạn, tại vì cá nó rất là dễ chín ha. Bỏ cô chú cái trái bưởi em để trên bàn thờ, bưng xuống rồi cái dĩa bưng xuống đó. Rồi nồi niêu xoong chảo ra làm tiệm nè. Con nấu gì đó, con nấu gì, nấu cho mẹ đi, nấu đi, nấu gì, chiên chiên xào xào sao, làm sao đâu hả, chiên xào sao, hay gì nấu gì đó hả, rồi chưa, chiên xào xong chưa, đói bụng rồi. Đói bụng rồi, chiên xong chưa? Cho mẹ ăn với, đói bụng quá rồi. Chưa hả? Chưa xong hả? Trái đó trái gì? Bưởi, nói đi, bưởi. Uống nước. Ờ, uống nước đi. Bưởi. Bưởi. Trái bưởi. Đúng rồi, trái bưởi. Thank you.
xin chào các cả mọi người nha. Thì mình đã hoàn thành cái nồi kim chi rồi các bạn, lẩu kim chi. Và bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lửa lại, bắt đầu bỏ rau vô, bỏ thịt vô nha các bạn. Đây là một cái bình ớt xanh mình tự làm. Bây giờ mình sẽ đổ ra mình ăn chung với cái món này nha. Đó. Ớt xanh. Còn cái này á, là nước dừa các bạn, nước dừa lon. Đó, bây giờ mình sẽ uống chung với nước dừa lon. Uống thử cái nước dừa lon nguyên chất nha. Wow, ngon quá. Nó ngọt. Có sát dừa trong này nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái nước này qua một bên nha. Để cái nước này qua góc này đi. Rồi, bây giờ mình bỏ mình trộn này lên. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trộn này lên xong rồi mình bỏ mực vào. Mình ăn tới đâu mình bỏ vô tới đó. Đó. Bỏ mực vô. Cái này là cái phần này là phần thịt của mực nè các bạn. Quên chụp thumbnail nữa. Rồi xong. Quên chụp thumbnail các bạn ơi. Rồi, cái này là cá miếng nè các bạn. Bỏ nguyên miếng vô luôn. Dẫn qua ha. Bỏ nấm vô. Nấm này mình bỏ nguyên tròn tròn luôn. Nấm nhỏ nữa nè mọi người. Đó. Cái món mà lẩu kim chi này mình chỉ thích ăn với nấm mà, ngon. Nấm kim chầm nữa các bạn. Đó. Đó, trời ơi, nhìn đẹp quá. Rau nữa có màu xanh nó bỏ bên góc này cho nó đẹp. Trời ơi sao nó đẹp dữ thân vậy nè. Nó sôi bùng bùng lên luôn. Đó. Mình ăn với cái bún này nè các bạn, bún là bún đại hàng. Mình bỏ mình nấu xong rồi cái bún này á làm sôi lên, xong cái đổ thêm miếng nước nữa. Cái nấu sôi thêm một lần nữa là bún nó chín. Mình thấy họ hướng dẫn như vậy đó các bạn. Lên. Đây các bạn, cái này cá viên mà hồi nãy cá chả cá mà hồi nãy mình cắt cho bạn xem á. Mình ăn thử chả cá này, thử nó có ngon hay không nha. Nó hơi cỏ, nó có mùi hơi cỏ, cá hồng tông á mọi người. Nhưng mà cũng ngon. Rất là dai. Con này là hẹ nè các bạn, kim chi hẹ nè. Hồi nãy mình không biết mình nhớ mình mời chưa biết nữa, bây giờ mời là mọi người thêm lần nữa nha. Mời mọi người cùng ăn nha. Mời mọi người cùng thưởng thức cho em nha, mời mọi người cái nữa nha. Ngon quá. Em dặm nhỏ lửa xuống chút. Để nó sầu quá nó khô. Đây nè mực nè các bạn, mực nó chín nè mọi người. Đó, mực nó chín nó xoăn lại nè mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ chấm với muối ớt xanh. Chấm với muối ớt xanh nè. Cho mọi người thấy nè. Ừ.
nó vừa nóng vừa cay, muối ớt xanh nó chua chua. Muối ớt xanh này em làm mọi người, em làm lá chanh nè, rồi ớt nè, muối nè, tỏi nè, rồi chanh nữa. Ăn nó có hậu chua chua, cay cay. Nè các bạn coi nè. Đó. Em sẽ chan thêm một miếng nước. Húp. Lâu lắm mà không có ăn lẩu kim chi các bạn ơi. Khói nghi ngút. Mùa đông mà ăn như vậy là mới phê các bạn ha. Ông bác đi qua đi lại nên giờ là ông chú. Trời ơi, nóng quá. Hồi nãy mới đầu mình nêm mình sợ nó không có đủ chua các bạn. Mình nghĩ là kim chi nó chua, nhưng mà khi mà nêm á thì nó không đủ chua. Mình phải dạo thêm. Dạo thêm me. Dạo thêm rất là nhiều me. Nếu như mà kim chi mà nó chua sẵn rồi á, hoặc là các bạn muốn chua, các bạn mua cái bịch bịch nấu canh chua các bạn bỏ vô. Cái này mình nấu mì á, mình ăn cũng ngon đó mọi người. Ngon quá. Trời lạnh lạnh ăn nồi lẩu này hết sảy luôn các bạn ơi. Em ăn sẽ ăn cái cây nấm nè. Cái cây nấm này em cố tình em để nguyên một cây vậy luôn nè. Tại mỗi khi em cắt ra làm tư, một bữa nay em để nguyên cây thử cho nó ăn nó ngọt hơn không. Mọi người biết không? Cây nấm này á. Ở đây em Mỹ họ ăn sống. Ăn cái vị nó rất giống với nấm rơm của mình. Cái này là nước dừa đóng chai, ở trong đây nó có cái xác của nước dừa đó các bạn. Nó nước dừa nguyên chất 100%. Lúc đầu mình nấu á, mình chưa xác định được cái công thức, cái mùi hẹ, cái mùi kim chi nó thơm quá. Lấy cái này múc đi, gắp đũa gắp lâu quá. Mình sẽ múc nấm và chả cá. Nhiều khi các bạn biết không, nấu đúng bài thì hai cháu con ăn không được, mà nấu á, nấu mà thiếu á thì ăn nó lại không ngon. Đi học thôi, ở nhà là nấu ăn. Ăn rồi lại tốn tiền rồi lại mập, nên ký rồi xong rồi phải giảm cân. Một vòng lẫn quẩn. Khi một thố nó súp ra là hình như 25-35 ngàn một nồi. Xong rồi nắm á, nắm này á, 10 ngàn dĩa, mỗi một loại nắm vậy là 10 ngàn một dĩa. Mà họ đem ra một cái dĩa nhỏ xíu rồi các bạn. Ví dụ như nấm này ha, là hồi nãy mình mua hai bịch như vậy ha, là họ có thể họ bán được 4 dĩa.
Rồi cái nấm này cũng vậy luôn, họ đem ra khoảng chút xíu à. Rồi mỗi thứ 10 ngàn. Cái một hồi mình kêu á, rau á mình phải kêu ít nhất là phải 4 vị rau ăn nó mới đủ, chứ một dĩa chút xíu ăn đâu có đủ đâu. Mua 4 vị rau ra, 4 vị rau xong rồi nấm á, nấm thì ba loại nấm, 4 loại nấm. Còn rau á thì phải 2 loại rau, một rau muống rồi thêm một rau sạch, lách thế này thế kia rất là nhiều. Rồi ăn cá, cá chiên chiên rồi đó hả? Mực. Rồi kêu thêm một dĩa kim chi nữa. Bỏ vô nồi đậu cho nó đậm gia vị. Thấy ăn một nồi đậu chút xíu sau tính ăn một nồi đậu mấy trăm ngàn các bạn. Nhưng mà như vậy cũng được đi. Tại vì á so với mà so với những chỗ khác á thì cái chỗ đó nó vẫn rẻ hơn. Ví dụ như mình ăn ít á, mình còn thêm một dĩa cặp, một dĩa cá, một dĩa thịt, hoặc là một dĩa kim châm với dĩa này, hai loại nấm thôi là mình có thể ăn no rồi, không cần phải kêu nhiều. Cho hai người ăn bún các bạn. Ăn bún đúng rồi, ăn bún. Ăn bún nước lẩu. Trời vậy đó hả? Múa vậy đó hả? Trời ơi. Nè rồi mừng mấy. Ha cho ni chen cho ni chen cho. Ha cho ni chen cho ni chen cho chen ai chen yêu chen no man no. Ha cho ni chen cho ni chen cho. Giỏi quá. Để em bỏ nấm vô thêm. Mình bỏ nấm vô cho ăn nữa nha. Anh Đì rất là thích ăn nấm mọi người ơi. Mọi người có xem video của hai mẹ con em thì mọi người sẽ thấy là có một cái video anh Đì ngồi ăn nấm. Hot hả? Wow, quá trời hot luôn. Mọi người sẽ thấy là anh Đì có cái video anh Đì thấy nấm. Anh Đì ăn giỏi lắm luôn. Nấm nè. Nè nấm nè, mẹ chỉ nè, nấm nè. Nè đây nấm.